Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 1, hàng loạt các trang báo lớn của Hàn Quốc như John Hap, Jong Ang, Ma A Today đưa tin về vụ việc của Ngọc Trinh. Trên John Hap, bài đăng có tiêu đề Lái xe nhào lộn, nữ người mẫu nổi tiếng Việt Nam có nguy cơ vào tù. Trang Jong Ang viết, Nam điều khiển xe máy, nữ người mẫu nổi tiếng Việt Nam đối mặt với án tù. Theo đó, nội dung các bài viết tóm tắt về vụ việc của Ngọc Trinh với những sai phạm như điều khiển xe không phép đăng ký và bằng lái xe, tổ chức quay phim lại cảnh lái xe với tư thế nguy hiểm không có giấy phép, nữ người mẫu bị đề nghị truy tố theo khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Bên cạnh đó, bài viết trên John Hub cũng giới thiệu Ngọc Trinh là người mẫu ra mắt năm 2005, nổi tiếng với những bộ ảnh chụp nội y, áo tắm và có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội. Nữ người mẫu cũng đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp năm 2011 và xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh năm 2016. Bên cạnh John Hub, trang asia.co.kr cũng đưa tin Ngọc Trinh bị bắt và gọi đó là sự kết thúc của người mẫu Việt. Trong các bài viết của asia.co.kr, truyền thông Hàn mô tả hành động lái xe thiếu an toàn của Ngọc Trinh và nhấn mạnh rằng điều này gây ảnh hưởng tiêu cực. Cô có nhiều động tác như quỳ nằm trên xe máy, cô ấy cũng đứng dậy, thực hiện nhiều thế khác nhau như giang tay, đăng lên TikTok và Facebook. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng. Ngọc Trinh được xác định có tình tiết giảm nhẹ hình phạt do ăn năn hối cải và khai báo thành thật. Tuy nhiên, cô cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự, với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm. Theo cáo trạng, ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã thực hiện hành vi lái xe mô tô BMW biển số 59A3115.88 trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm không đeo đồ bảo hộ. Hành động này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và trật tự trên không gian mạng, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và lối sống của giới trẻ. Ngọc Trinh đã bị tạm giam 3 tháng từ ngày 19 tháng 10 và thừa nhận hành vi sai phạm tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh niên. Ông Nguyễn Công Khế bị điều tra về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí cùng bị bắt với ông Nguyễn Công Khế về tội này, còn có ông Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh niên. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Công Khế, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh niên, nguyên tổng biên tập báo Thanh niên và Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151, 155, bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai ông bị điều tra dấu hiệu sai phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho nhà nước. Ông Nguyễn Quang Thông cũng từng tham gia công tác đoàn tại tỉnh Long An, sau đó về công tác tại báo Thanh niên. Ông Thông trải qua các vị trí phóng viên, trưởng văn phòng đại diện báo Thanh niên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tổng thư ký tòa soạn, phó tổng biên tập báo sau khi ông Nguyễn Công Khế nghỉ hưu thì ông thông kế nhiệm và làm tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 2009 đến năm 2021. Ngày 16 tháng 1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa bắt giữ kẻ dùng súng bắn công an khi bị triệu tập lên làm việc. Trước đó, ngày 15 tháng 1, công an huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ phối hợp với công an thành phố Yên Bái xác minh Lý Văn Vũ, 34 tuổi, ngụ Thái Nguyên do liên quan hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại thành phố Yên Bái. Quá trình giả soát, công an phát hiện Vũ đang ở nhà bà HTT, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, nên triệu tập lên làm việc. Khoảng 13 giờ ngày 15 tháng 1, khi công an đến nhà bà T, Lý Văn Vũ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo một vật giống súng côn quay, hướng nòng bắn công an hai phát. Sau khi nổ súng, Vũ chạy vào khu vực đồi núi gần đó lần trốn. Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vây bắt. Lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an huyện Yên Lập trang bị vũ khí hỗ trợ tổ chức chốt chặn bao vây truy bắt, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Đến 18 giờ ngày 15 tháng 1, lực lượng công an đã bắt giữ được Lý Văn Vũ và thu giữ một khẩu súng côn ổ xoay bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lập đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ về tội đe dọa giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Chiều 16 tháng 1, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ việc hai cháu bé bị co giật phải nhập viện cấp cứu sau khi mua bim bim và mì cay đóng gói ăn, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo nhiều cơ quan, đơn vị chức năng và cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, đồng thời thường xuyên theo dõi, động viên, thăm hỏi người thân các nạn nhân. Theo ông Đồng, sự việc xảy ra chiều ngày 14 tháng 1 thì đến ngày 15 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đã có văn bản yêu cầu công an huyện Thọ Xuân tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu ban chỉ đạo 389 huyện Thọ Xuân, phòng kinh tế hạ tầng huyện Thọ Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm mà các nạn nhân đã ăn để kiểm tra. Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân cũng đã giao cho hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện này trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng theo sát vụ việc nhằm mục đích làm rõ có phải thực phẩm các nạn nhân ăn là nguyên nhân gây tình trạng co giật, nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng. Một lãnh đạo công an huyện Thọ Xuân cho biết, lực lượng của đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và chưa có kết quả nên chưa thể thông tin chi tiết. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, hai cháu CVT 10 tuổi và DTC 4 tuổi cùng ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cùng hai cháu bé khác đều ngụ thôn Bích Phương mua một gói bim bim khoai tây, một gói mì cay vòi rồng ở một quán tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phương rồi chia nhau ăn. Sau khi ăn xong, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, CVT và DTC có triệu chứng co giật và nhiều triệu chứng bất thường khác nên gia đình đã đưa các cháu đến bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng nên khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 1, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân chuyển các cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu. Khi đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các nạn nhân đều trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động. Sau khi thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả hai bệnh nhi bị hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại, định hướng đến thuốc diệt chuột thành phần natri từ ngày 14 đến 16 tháng 1, bệnh nhi CVT được các bác sĩ tiến hành cấp cứu điều trị bằng phác đồ xử trí ngộ độc cấp như rửa dạ dày loại bỏ độc chất, uống than hoạt hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, lọc máu liên tục, thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim. Hiện tại bệnh nhi T đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục.